Web Vision DVD sang trọng tinh tế, nâng tầm đẳng cấp xe hơi. Bộ xử lý DSP điều chỉnh âm thanh trên xe 16 kênh và 32 kênh, đặc biệt hữu ích cho những ai yêu thích trải nghiệm âm nhạc tuyệt đỉnh. Chip xử lý 8 nhân, mượt mà khi mở nhiều tác vụ cùng lúc. Trí tuệ nhân tạo AI giúp điều khiển màn hình dễ dàng, chủ động nhờ phần mềm điều khiển giọng nói Web Vision AI và Web Vision Voice. Giải trí bất tận, xem phim, nghe nhạc, MV cực đã với màn hình Full HD cho cảm giác chân thật, sắc nét trong từng khung hình. Với các ứng dụng phổ biến như YouTube, Zing MP3, xem online trực tiếp với SIM 4G, kết hợp với các thiết bị dẫn đường thông minh như Navitel, Google Maps, Vietmap, tích hợp nhiều thiết bị ngoại vi khác trên xe như camera hành trình, camera lùi, camera 360 cho ô tô, cảm biến lùi, cảm biến áp suất lốp. Đến với Web Vision, bạn sẽ được trải nghiệm dịch vụ khách hàng chu đáo, tận tâm. Cùng với đó, chế độ hậu mãi được Web Vision xây dựng luôn chiều lòng mọi khách hàng, mang đến sự an tâm, tin tưởng, tín nhiệm cho từng khách hàng lắp đặt sản phẩm của Web Vision. Có thể bảo hành và bảo hành chính hãng lên đến 12 tháng ở hơn 200 đại lý trên toàn quốc. Thế là nhân anh em làm việc và lắp đặt thì cũng rất là chuyên nghiệp và nhiệt tình, và toàn bộ cái việc thao tác ở trên cái xe này thì không phải là cắt dây đấu điện, mà thao tác bằng giác cảm. Nếu mà nói về camera ấy, bởi vì em vừa hỏi camera thì camera này nó led hơn con trước. Lúc nãy là anh vừa thử cả đằng trước đằng sau, led hơn con trước rất nhiều. DVD Web Vision X8 thì mình cảm thấy cái này có rất nhiều tính năng hay, nhưng mà mình thích nhất là tính năng âm thanh. Nó có chất lượng âm thanh tốt hơn và có điều chỉnh được âm thanh theo ý của mình. Cảm thấy con X8 này thực sự là tiện ích. Web Vision DVD X, comment inbox hoặc liên hệ hotline 025 2222 2222 để nhận hỗ trợ về sản phẩm.